một ban nhạc ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy nguồn cảm hứng ở nơi tưởng chừng như không bao giờ có thể chơi nhạc. Đó là một bãi phế thải. Funk Istanbul, một ban nhạc chơi nhạc dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhìn thấy tiềm năng sản xuất âm nhạc từ hàng nghìn thứ rác thải không thể tái chế được, đổ ở các bãi rác. Họ đã tạo ra một loạt các video chơi nhạc bằng trống làm từ các can nhựa, kèm theo đó là thông điệp có giá trị về việc quan tâm đến môi trường. Khi chúng ta phá hủy sự cân bằng của tự nhiên, thì rất khó để khôi phục nó. Tái chế cũng là một vấn đề quan trọng về mặt sáng tạo. Việc tạo ra âm thanh từ các vật thể khác nhau xung quanh chúng ta là một chủ đề mới. Việc biến đổi một vật lỗi thời bị thải bỏ thành một nhạc cụ có giá trị hơn là một ví dụ của khái niệm chuyển đổi thuận. Một báo cáo của Tổ chức Hòa bình Xanh tiết lộ việc xuất khẩu rác thải nhựa, một số có thể là bất hợp pháp, từ Anh và Đức, đã để lại núi rác ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5, rác thải từ các siêu thị ở Anh và các nhà bán lẻ Đức được tìm thấy ở tất cả các địa điểm. Tiến gần hơn đến với ước mơ của chúng ta là điều quan trọng. Ngay cả một ý nghĩ cũng giúp ước mơ phát triển. Điều quan trọng là những suy nghĩ này kích hoạt sự sáng tạo. Chúng tôi tin rằng ý tưởng tái chế sẽ thúc đẩy các tư duy mới và chúng ta sẽ thiết lập lại được lối sống gần gũi với thiên nhiên. Mọi người đều yêu thích dự án này. Họ yêu thích ý tưởng tạo ra các nhạc cụ từ phế thải và biểu diễn với chúng. Các phản hồi mà chúng tôi nhận được là rất tích cực. Nếu chúng tôi có thể tạo ra dù chỉ một tia lửa nhỏ với việc tái chế, thì đó là một điều tốt cho xã hội. Và thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ rất cần những sáng kiến tái chế rác thải. Theo dữ liệu của West Atlas, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thứ 13 trong số 164 quốc gia tạo ra tỷ lệ rác thải đô thị cao nhất. Nước này cũng có tỷ lệ tái chế thấp nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD với chỉ 12%.